Thì có một con rắn từ nhà trong cái cây củi khô nó bò ra và nó cắn vào tay vị tỳ kheo chết như thế này, và mọi người đến bạch lên Đức Phật. Thì Đức Phật lúc đấy cũng tay rằng nếu vị tỳ kheo ấy có đại tâm từ đến vua của bốn loài rắn thì ấy là không bị rắn cắn. Với Đức Phật lại kể một cái câu chuyện quá khứ, khi xưa ngài là một cái vị ẩn sĩ tu tập thiền định ở sông Hằng dưới chân núi Tuyết cùng với một chúng ẩn sĩ. Thì lúc đấy có nhiều loài rắn ở cái bờ sông Hằng đã cắn các vị ẩn sĩ và khiến cho các nhiều người đã bệnh chung, và mọi người đã tụ họp lại mà trình lên Bồ Tát, và ngài đã dạy các cái vị ẩn sĩ đó là nếu như các ông đại tâm từ đến vua của bốn loài rắn ấy, thì các ông đã không bị ẩn cắn, do vậy bắt đầu từ nay thì hãy đại tâm từ đến vua của bốn loài rắn, thì cũng như trước đại tâm từ của tôi đến các loài rắn chúa, thì quy tụ ba đại tâm từ của tôi đến loài rắn chúa trên a ra đại tâm từ của tôi đến loài rắn chúa trên cha cha bồ tát, đại tâm từ của tôi đến loài rắn chúa trên tăng nhân vô tạng. Con hành lễ chư Phật từ quá khứ gồm bảy đức chánh giác, xin tất cả chúng sinh tránh xa những hại tôi. Thì lúc đấy thì các vị đạo sĩ đã thực hành thế và đại tâm từ đến cái loài rắn này. Thì khi đại tâm từ như vậy thì các loài rắn sẽ bỏ đi nơi khác, hoặc là từ lúc đấy thì sẽ không bị những cái loài rắn độc đó làm hại nữa. Rồi có một cái nhân duyên thứ ba nữa mà Đức Phật đã nói trong cái bài kinh này, tâm từ này là lúc bấy giờ có một vị tỳ kheo nữa cũng bị rắn cắn chết, và các vị chỉnh lên Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật này dạy các vị tỳ kheo rằng là nếu như cái vị tỳ kheo ấy có đại tâm từ đến ngoài rắn cắn thì đã không bị con rắn nó cắn chết, thì vị tỳ kheo đó đã không hành thiền tâm từ, không đại tâm từ đến cái ngoài rắn này. Và Đức Phật lại lại một lần nữa dạy cái bài kinh đại tâm từ rồi, cũng cũng giống như trước, Đức Phật dạy cái bài kinh đại tâm từ đến vua của bốn loài rắn như vậy. Thôi, nếu mà ai đại tâm từ đến vua của bốn loài rắn này thì sẽ không bị rắn cắn chết. Thì đấy là cái nguyên nhân mà Đức Phật đã nói là cái bài kinh Khandana, bài kinh hộ trì người có bị rắn cắn này. Vậy thì bây giờ một cái người đại tâm từ đến cái loài rắn thì mình phải đại như thế nào? Mình đại tâm từ bằng cái cách mình tụng đọc thường xuyên đấy. Thì liệu nó có cái tâm từ của mình nó sẽ có thể cảm nhận được đến đến các loài rắn nào? Một người thường xuyên tụng kinh Khandana và một người hành thiền tâm từ hướng dẫn ở trong kinh. Thế thì bây giờ mình nhận chỉ tụng kinh Khandana không? Cho nên là hoặc là mình hành thiền tâm từ được thì thế nào nó sẽ tốt hơn? Thực ra thì nếu như mình chỉ tụng kinh thôi mà mình không có cái pháp tu tập để hành thiền tâm từ thì cái năng lực từ tâm của mình nó sẽ không đủ, nó sẽ không 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 đủ để chuyển hóa được cái tính hung dữ của các cái ngoại lực, và cũng không thể nào mà đại tâm từ đến vua của bốn ngoại lực. Vậy thì một người đấy cần phải vừa hành thiền tâm từ vừa tụng kinh Khandana. Nếu như cái từ tâm của vị đó thật sự mà có cái năng lượng tốt thì vị đó thì cái bài kinh Khandana này mới có cái hiệu nghiệm, mới có cái năng lực, mới có cái tác dụng bảo hộ cho mình cái khỏi bị nặng cả. Tụng kinh là cái học cái phương pháp, còn là cái quan trọng nhất hơn nữa vẫn chính là cái pháp hành thiền tâm từ. Hành thiền tâm từ và cái người mà khi mà vị đó có cái thiền tâm từ, một vị đó đã trở nên thuần thục với những cái vị nào mà đã thực hành chứng đắc được thiền, và cái thiền tâm từ của vị đó đã trở nên thuần thục thì cái vị đó trong cái lúc tụng kinh thì nó vừa tụng kinh vừa lại được tâm từ, lại được tâm từ đến cái loài rắn này. Thì
thì cái vị nó cái kinh thanh đa nó sẽ có năng lực bảo vệ cái vị nó khỏi bị tăng căng. Cho nên nếu như mình chỉ có tụng không, tụng trên khái niệm chuông để, nhưng mà mình không có mở rộng được cái từ tâm ra, hay là mình không khởi lên được cái từ tâm, hay là cái từ tâm của mình nó quá yếu ớt, nó không đủ cái năng lượng thì chân ra này vẫn không có tác dụng được. Vì vậy nên là cái người tụng kinh tăng ra thì cũng phải hành thiền tâm từ, hành thiền tâm từ ở một cái mức độ rất là sâu trong, thì vì đó phải áp dụng cái pháp hành thiền tâm từ đấy vào này. Một người thường tụng kinh này có tránh được năng cám không? Nếu như mình là người chưa đắc thiền, hàng ngày mình chỉ tụng kinh Khanh Đa, kinh Khanh Đa thì nhiều mình có đảm bảo chắc chắn là mình sẽ không bị năng cám. Sống ở đâu có năng động mình cũng yên tâm, và hàng ngày mình tụng kinh được, chắc là cám sẽ không cám mình được. Thì thực ra thì chỉ có tụng kinh thôi, đại tâm từ đến của mỗi người đó. Thì cái lúc đấy tâm từ nó có khởi lên nhưng rất là thấp, cho nên là cái khả năng mà tránh được cái sự tán cắn cũng rất là thấp thôi. Chứ chưa phải là hàng ngày mình cứ tụng kinh này mà mình đã chắc chắn là sẽ tránh được tán cắn rồi. Bởi vì mình chỉ tụng trên khái niệm mà mình không có phát khởi được cái từ tâm thì nó không có năng lượng cao, nó, hoặc là mình chỉ phát khởi lên được một chút xíu vì cái tâm nó còn bị tán loạn, thì điều đó chắc chắn, cho nên là mình vẫn phải thận trọng khi đi ở bên ngoài, cũng phải tránh coi đặt cái răng nó cắn cho mình. Lúc đấy nên bảo sao hàng ngày vẫn này vẫn tu kinh Khanh Đa mà này vẫn bị tán cắn. Mình cái phương pháp hành thiền đại tâm từ khai quyền tự như thế nào, hành thiền tâm từ để mà theo cái kinh Khanh Đa này thì mình phải hành quyền tự như thế nào nó đúng không? Vì ấy cần phải tu tập cho chứng đắc một cái pháp thiền căn bản. Nếu như là mình muốn thực tập được cái pháp đại tâm từ theo cái bài kinh Khanh Đa này, thì thứ nhất mình vẫn phải hành theo tăng thiền. Đắc thiền hơi thở cũng được, hay là một cái ca sĩ nào nào đấy cũng được, hoặc là mình phải đắc vào các thần thiền cho nhị tam tứ thiền hơi thở trước đi, hoặc rồi sau đó vị ấy mới hành đắc thiền tâm từ đối với những người đã kính trước, rồi sau đó mình mới đại tâm từ đến những người thường rồi đến những người ghét, sau đó mình phải phá bỏ được thanh giới của những người này, người kính, người thường, người ghét mình đều có thể phá bỏ được, coi như nhau, người kính, người thường, người ghét mình cũng đã bỏ ranh giới được. Ba người đấy thì không còn cái khoảng cách, không còn ranh giới nữa. Rồi sau đó mình mới mở rộng cái tâm từ này ra từ gần đến xa, không phân biệt chúng sinh cả. Đó là người hay là chư thiên hay là súc sinh hay là các cái chúng sinh thấp kém, từ những chúng sinh cao hơn chúng sinh thấp kém đều có thể để cái tâm từ của mình nó có thể bình đẳng, nó có thể giải đến tất cả những chúng sinh với một cái tâm bình đẳng như nhau như vậy, thì lúc đấy cái tâm của mình nó mới mở rộng và nó mới bắt được các cái đối tượng khác. Chứ nếu như mình chưa từng đại tâm từ những cái mức độ dễ đến mức độ khó thì mình sẽ không dễ dàng tâm từ được. Ví dụ mình hướng tâm đến ngoài lắm một cái tự nhiên cái tâm sợ hãi nó khởi lên, hay là một cái tâm mà kinh cảm bất an nó khởi lên, thì nó sẽ cái tâm từ nó sẽ bị thụt lui trở lại này, chứ không phải là mình dễ dàng là cái tâm từ. Ví dụ như là bây giờ mình đang có cái mối hiểm hận ghét bực tức giận giận hờn với ai đấy, và mình muốn xóa bỏ cái mối giận hờn để mình hướng quan tâm đến cái người đấy, thì cái tâm từ có thể nó sẽ không khởi lên được, nó chỉ khởi lên tâm sân. Thì bình thường thì mình thường bình thường thì đối với các loài rắn này mình có yêu quý không? Từ xưa đến nay trong lòng mình có thương các con rắn không? Từ xưa đến nay mình luôn coi rắn như kẻ thù, lúc nào nhìn thấy rắn là mình muốn đập chết, hoặc là không có cái gì trong tay là mình phải bỏ
cứ nghĩa là trong lòng mình ấy, đối với rắn là một cái gì đó nó đáng sợ, đáng ghê sợ, không phải là cái loài mình yêu quý, cho nên không dễ mà lại được tâm từ. Có thể là trong tất cả các cái loài thú để mà lại được tâm từ đến các cái loài nó dễ thương thì nó sẽ rất là dễ, nhưng mà lại được tâm từ đến những cái loài độc, loài hại rất là khó. Vì vậy với một cái người mà chưa từng thực hành thiền tâm từ mà hướng tâm đến rắn, làm sao mà gọi lên được? Nhìn thấy rắn mà mình đã cảm thấy là mình cái tâm nó hiếu sắc nó khởi lên, sắc tí nó khởi lên rồi. Vậy thì vậy nên là lại tâm từ đến rắn là một việc rất là khó, không phải dễ. Vì vậy nên là với một cái người phải có được một cái tâm từ rất là thuần thục, rất là mạnh mẽ rồi thì mới lại tâm từ đến các loài rắn được. Vậy thì lại tâm từ dễ nhất là đến những người mình kính trọng, rồi đến những cái người bình thường không yêu không ghét, rồi sau đó lại tâm từ đến những người ghét là cái mức độ rất là khó. Sau đó mình phải phán tách rồi coi ba cái hạng người đấy là bình đẳng như nhau, thì cái tâm từ của mình lúc đấy nó mới mạnh lên, sau đó mình mới mở rộng ra. Mình lại tâm từ đến những cái hàng cao thượng như là các hàng chư thiên. Khi mình lại tâm từ đến các hàng chư thiên thì rất là dễ dàng, bởi vì trong lòng mình luôn luôn có sự kính trọng với các vị chư thiên, thì họ có những cái công đức hơn mình, mình còn phải nhờ họ bảo họ về hộ trì cho mình. Cho nên là tâm từ chư thiên thì rất là dễ. Rồi đến những cái hàng chúng sinh bình thường ở các cảnh giới thấp, ở cõi người ở các cái cảnh giới thấp hơn như là chúng sinh, thì trong đó thì có hàng rắn, thì lúc đấy mình dễ dàng tâm từ, cái tâm từ nó rất mạnh sung mãn, thì lúc đấy nó mới hướng tâm đến các cái loài chúng sinh dễ thương trước, bởi vì những chúng sinh khó, với cái hàng chúng sinh mà mình rất là kinh sợ như loài rắn này thì nó mới khởi lên sau. Và lại tại tâm từ ở đây thì đầu tiên là phải lại tâm từ đến vua của các loài rắn. Bây giờ sẽ có một cái câu hỏi là rất là ngạc nhiên và rất là khó hiểu, tại sao rắn lại có vua? Không có lẽ cũng như người có một cái ông vua cai trị, rắn lại có vua, vua của chúng này rắn ấy là gì, tại sao phải lại tâm từ như vậy thì không bị rắn làm hại? Rắn thì ở đây trong những cái thế giới thiên thần có những cái vị có cái thân hình như rắn, ví dụ như là các cái hàng chư thiên thuộc về loài rồng Naga, thì các loài rồng Naga cũng là một trong những cái vị chư thiên nhưng mà có thân hình giống như là rắn, rắn rồng, mãng xà. Họ cũng có những cái tính hung dữ, có nọc độc như là rắn, nhưng mà nhờ tạo được thuốc này nên họ sinh là rắn thần, đó là các cái vị thần rắn giống như là các vị chư thiên. Để các những cái loài các cái vị chư thiên này thì có những cái thần lực, họ có những cái năng lực, có những cái thần lực của các vị chư thiên, họ có thể dùng những cái thần lực để khắc chế được cái tính hung dữ của các cái loài rắn khác. Vì họ là rắn thần, họ là rắn thần thì họ mới có thể dùng cái thần lực của mình, dùng cái năng lực của mình hộ trì cho những cái người khác khỏi những cái loài rắn thấp kém. Những cái loài rắn bò trên mặt đất này chỉ là những cái loài rắn rất là thấp kém so với các loài rắn thần này. Thì một cái nọc độc của các cái vị rắn thần như là các nọc độc của Naga thì có một cái sức hủy diệt rất là lớn. Một cái do cái nọc độc đấy nó có thể hủy diệt, có thể đốt cháy những cái chúng sinh khác trở thành thành tro bụi luôn. Chứ cái nọc độc của những cái loài rắn này, rắn bình thường thì không có là gì. Cho nên là các cái vị chư thiên khi mà mình đặt tâm từ đến các cái vị thần rắn như vậy thì các vị ấy sẽ cảm nhận được điều đó, và các vị đấy sẽ có cái năng lực để hộ trì, hộ trì cho những cái người mà có lại tâm từ đến các cái loài rắn thần tâm từ. Và đồng thời khi mà mình lại tâm từ như vậy đến vua của các loài rắn như vậy thì mình sẽ được sự hộ trì của các vị rắn chư thiên, các vị rắn thần,
mà cái đồng thời khi mình giải tâm từ thì mình cũng cái năng lực từ tâm của mình nó cũng chế ngự được một phần cái tâm hung dữ của con rắn. Cái năng lực từ tâm của mình tải ra, mình làm cho con rắn cái tâm hung dữ của nó khó mà khởi lên được. Ví dụ như là cái tâm từ thì nó mát mẻ, mà cái tâm húc tâm sân thì nó nóng nặng. Bây giờ mà lửa mà gặp nước thì lửa nó không có thể thì lửa sẽ không thể bốc cháy được. Thì cái tâm từ nó có cái năng lực nó mát mẻ như một cái dòng nước. Vậy thì con rắn khi mà nó muốn cắn một cái đối tượng nào đấy thì đầu tiên nó phải khởi lên một cái ác ý, nó phải khởi một cái sân, nó phải tức giận một cái điều gì đó nó phải cắn, chứ không tự nhiên mà nó cắn. Thì nhưng mà khi mà nó hướng cái tâm bất thiện, cái ác ý của nó định tấn công một người này, nhưng người đó có từ tâm, tự nhiên cái tâm bất thiện đấy nó không khởi lên được nữa. Thế là làm cho con rắn đó nó nằm im tại chỗ, nó không tấn công cái người có từ tâm. Cho nên là người có từ tâm sẽ, nếu người có từ tâm mạnh thì cái từ tâm này nó sẽ bảo vệ chính cái bản thân của nó, của cái người đấy, và cũng được cái sự hộ trì, ngoài cái sự được hộ trì của các vị rắn thần và cái năng lực từ tâm thì chính vị đấy cũng bảo vệ vị này khỏi làm căng. Nữa là khi mà đại tâm từ đến vua của bốn loài rắn hay là đại tâm từ đến các loài rắn, phải tưởng niệm đến ân đức của Tam Bảo Phật Bát Tăng. Nên tại sao mình lại phải tưởng niệm cả đến ân đức Tam Bảo Phật Bát Tăng? Là mình chỉ có nhờ vào cái năng lực của bản thân mình thôi thì có khi nó không đủ. Một cái người mà vượt qua được một cái đại nạn lớn, một cái sự nguy hiểm lớn như vậy, giữa một cái sống chết như vậy, là cái người đấy cần phải là một cái người có phúc lớn. Nhưng mà đôi khi cái phúc của mình nó không có đủ, mình cần phải nương nhờ vào những cái bậc có cái phúc đức lớn hơn, thì mình mới có thể vượt qua được. Và lúc đấy mình cần nương nhờ vào cái ân đức, cái phúc đức của Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Vậy thì nó để mà tăng trưởng cái pháp này, cái phước đức của mình lên, thì mình phải tưởng niệm đến ân đức Phật để tăng trưởng công đức phước này, và để nó tăng trưởng cái quy lực từ tâm cho mình. Thì khi mà mình tưởng niệm đến các cái ân đức Phật, các cái ba la mật của đức Phật, cái đức hạnh trí tuệ của Phật như vậy, thì tự nhiên là cái ân đức của mình nó cũng sẽ lớn lên, và cái công đức đấy nó sẽ bảo vệ mình. Một người được an ổn là cái người đấy thường là có công đức lớn thì người đó sẽ được an ổn, cái công đức nó sẽ che chở mình. Đấy là cái cách tốt nhất. Và cái thứ hai nữa là những cái bậc có công đức che chở mình, đó là cách thứ hai. Thì có những cái vị chư thiên, người ta cũng có cái lòng kính trọng Phật Pháp Tăng. Có những vị thiên thần, người ta có cái lòng cung kính Tam Bảo, người ta cũng thường xuyên tưởng niệm đến ân đức Tam Bảo Phật Pháp Tăng, cho nên là họ cũng sẽ hỗ trì cho những người có lòng cung kính Tam Bảo. Như là những cái người mình đã biết mình là những người Phật tử, chỉ khi đi đến đâu mình thấy những người Phật tử khác, mình cũng sẽ hoan hỷ, mình cũng sẽ hay hỗ trợ, hay giúp đỡ những cái người mà có cùng cái niềm tin, có cùng cái tín ngưỡng, có cùng cái pháp môn tu tập với nhau. Nên vậy nên một người mà niệm tâm đức Tam Bảo thì vì đấy tăng trưởng công đức cho mình, mà cũng được cái sự hộ trì của các cái vị có cái ân đức khác, và thường xuyên được tưởng niệm đến ân đức của bảy vị Phật trong quá khứ. Bảy vị Phật trong quá khứ là những cái vị Phật nào? Phật ở trong quá khứ Phật Tỳ Bà Thi, ra đời cách đây 91 đại kiếp. Đấy là mà những cái vị niệm đến tưởng niệm đến ân đức của các vị Phật trong quá khứ. Phật Thi Kỳ ra đời cách đây 31 đại kiếp. Phật Nguyên Sơ Thu ra đời cách đây 31 đại kiếp. Phật Cao Niên Tôn là vị Phật thứ nhất ra đời trong đại kiếp
Phật Câu Na Hàm Mâu Ni là vị Phật ra đời trong đăng kiếp này, vị Phật thứ hai. Phật Kassapa Phật Ca Diếp là vị Phật thứ ba ra đời trong đăng kiếp này. Phật Bổn Sư Thích Ca là vị Phật hiện tại mà mình đang tu học trong đạo pháp, là một vị Phật thứ tư này cũng ra đời trong cái đại kiếp này. Thường thường thì trong các kinh bảo hộ hay tưởng niệm đến ân đức của bảy vị Phật trong quá khứ này. Tại sao mình lại hay tưởng niệm đến bậc ân đức của bảy vị Phật trong quá khứ này? Sao thường xuyên phải niệm đến các ân đức của các vị Phật quá khứ nữa? Bởi vì có những cái vị chư thiên hay là các cái vị thiên thần, người ta có cái tuổi thọ rất là lâu và rất là lâu dài, những cái vị ấy đã từng học pháp của các vị Phật quá khứ nên họ vẫn còn cung kính các đức Phật quá khứ. Khi mình cung kính các ngài thì mình cũng sẽ được nhiều chư vị chư thiên thần người ta hộ trì. Có những vị chư thiên từng là đệ tử của Phật Kassapa, có những vị chư thiên từng là đệ Phật của Đức Phật Câu Na Hàm, có những cái vị thiên thần từng là Đức Phật của Tỳ Bà Thi, Đức Phật của các Đức Phật Di Ký. Thì đấy là có những cái vị chư thiên người ta đã từng sống ở trong cái thời mà các Đức Phật quá khứ ra đời mà họ vẫn còn sống đến bây giờ. Có những vị chư thiên người ta sống lâu hàng triệu năm, hàng mấy chục triệu năm, hàng trăm triệu năm, người ta cái tuổi thọ người ta vẫn còn. Có những vị người ta đến từ cái thời, có những cái vị thiên thần người ta trải qua rất nhiều các vị Phật quá khứ đến hiện tại này, người ta vẫn còn tồn tại, người ta vẫn chưa hết cái thọ mạng. Ví dụ như là khi mà Đức Phật Thái Tử Tất Đạt Đa ngày tu khổ hạnh vào đến cái đêm cuối cùng trước khi thành đạo, có một cái người mục nữ mang dâng ngài một cái đĩa bằng vàng, một cái đĩa cơm bằng vàng. Sau khi ngày thọ dụng xong thì đĩa cơm đấy, ngày mang cái đĩa ra bờ sông và ngày vẫn nguyện là nếu ta có thể tương tác được đạo quả thì cái đĩa này hãy trôi ngược dòng sông. Thì cái đĩa bằng vàng này khi được đẩy vào cái sông thì nó sẽ trôi ngược lên dòng sông, và lúc đấy nó trôi đến một cái địa điểm và nó chìm xuống đáy sông. Thì chìm xuống đáy sông thì lúc đấy có một chúa rồng Naga đang nằm ở đấy. Và từ dưới đấy đã có ba cái đĩa vàng, và lúc đấy có thêm một cái đĩa vàng nằm chồng lên cũng ba cái đĩa vàng lên bốn. Và cái vị chúa rồng lại biết ngay rằng đã có thêm một vị Phật chánh đẳng giác ra đời. Tức là đấy là một cái pháp trùng lập của các chư Phật quá khứ. Cái đêm trước khi thành đạo thì cũng đều có những người dâng một cái đĩa bằng vàng như vậy, và trong khi các ngài cùng thọ thực xong cũng đều có những lời phát nguyện, và cái đĩa bằng vàng cũng được chìm xuống kia dòng sông đấy, và có cái vị chúa rồng vẫn đang nằm ở đấy canh giữ cái đĩa vàng đấy. Nên là cái vị chúa rồng đấy đã trải qua cái tuổi thọ của vị đó, đã trải qua bốn đời chư Phật. Thì có những vị chư thiên là đệ tử của các chư Phật quá khứ. Cho nên khi mình tưởng niệm đến các cái chư Phật quá khứ sẽ làm cho các vị đó hoan hỷ, và nhờ thế mà có cái sức hộ trì. Đó là cái bài kinh hộ trì về kinh Khan Đa. Bài kinh tiếp theo là kinh Chi Phút. Đây là một cái bài kinh hộ trì cho một cái người thoát khỏi lửa. Nếu mình sống ở cái nơi nào mà hay có hỏa hoạn thì một cái bài kinh này để tránh lửa, thoát khỏi cái hỏa hoạn về lửa đốt. Đây là những cái nơi nào hay có cháy rừng. Cái bài kinh này là chánh kinh là vào thời Bồ Tát các cái pháp độ. Bồ Tát tái sinh là một con chim cút, để thông qua quay được của cái bài kinh này, bậc đại sĩ đã thoát được lửa trong rừng. Do duyên ngày sáng lợi Phật hỏi và Đức Thế Tôn đã thuyết bài kinh có uy lực đến mãn kiếp, vậy ta hãy cùng tụng hộ kinh này. Ở đời có giới đức chân thật tịnh từ bi, chính với chân với hạnh chân thật ấy ta sẽ làm một hạnh chân thật vô thượng.
hướng tâm tưởng niệm pháp lực, tưởng niệm chư Phật quá khứ, hướng kinh nghiệm lực của ngài, tưởng niệm đến chư Phật quá khứ, được ở sức mạnh chân thật là một cái hạnh nguyện chân thật. Có cánh không bay được, có chân không thể đi, cha mẹ đã bỏ ta, nửa đời hãy vui đi. Ta làm hạnh chân thật mà nửa lớn nửa ngọ, đi vui với sáu tầm như mong bước gặp nước, không ai sẽ kịp ta hạnh chân thật hoàn hảo. Đấy là cái hết cái bài kinh chim cút. Nội dung của cái bài chim cút thì nó chỉ có thể, và đây là cái nguyên nhân mà Đức Phật nói là cái bài kinh này. Khi ấy mà Đức Phật cùng với các vị tỳ kheo đang đi ở trong một khu rừng được xứ Ma Kiệt Đà, thì một cái đám lửa bùng lên cháy rất là lớn và lan rộng. Thì một số vị tỳ kheo mới hoảng sợ và định đốt một đám lửa khác để nó cháy lan lại, và nó dùng hai cái ngọn lửa này nó đập vào nhau. Thì lúc đấy một số vị tỳ kheo khác đã ngăn cản lại và nói rằng ở đây có Đức Thế Tôn và Đức Phật sẽ bảo vệ chúng ta. Và lúc đấy mọi người đều tiến đến và đứng gần sát bên Đức Phật. Và lúc đấy Đức Phật đứng im tại chỗ đấy, và ngọn lửa này nó lan đến nhưng nó dừng lại quanh Đức Phật cách khoảng 16 tầm xung quanh Đức Phật, mỗi một tầm là 1.8 m. Nên là cái ngọn lửa nó tự động nó rụi tàn cách Đức Phật 16 tầm, và các vị tỳ kheo cũng được an toàn. Các vị tỳ kheo đã hết lòng tán thán uy đức của Phật. Và Đức Phật dạy rằng đây là sức mạnh của cái hạnh chân thật khi xưa ta đã làm. Đây là một cái năng lực mà Đức Phật đã làm khi xưa, chứ không phải là Đức Phật làm trong hiện tại. Chứ trong cái lúc mà lửa nó chạy đến thì Đức Phật không có làm cái hạnh gì hết, chỉ đứng đấy và ngài biết rằng cái ngọn lửa nó sẽ không có cháy đến gần. Nó sẽ khi nào đến gần nó sẽ tự động nó rụi tàn, chứ nó không thể làm cháy đến chỗ của ngài. Rồi ngài mới kể được cái câu chuyện quá khứ rằng trong quá khứ cũng ở tại cái chỗ đấy, tại cái mảnh đất đấy, thì lúc đấy tiền thân Đức Phật tức là vị Bồ Tát tái sinh là một con chim cút. Thì cái con chim cút này không có sức lực, một cái con chim cút giống như bị tật nguyền, bị tàn phế, không thể nào bay được, cũng không thể nào đứng lên đi lại được, giống như là bị nằm liệt một chỗ vậy. Rồi hàng ngày chim bố mẹ đi tha hồi về nuôi chim con, và trải qua từ năm này sang năm khác mà ngài cũng không thể nào mà bay lên được, vẫn như một đứa trẻ tàn phế. Thế rồi một hôm thì ngọn lửa rừng nó bốc cháy, một hôm là bị cháy rừng cho nên là ngọn lửa nó lan ra, thì tất cả các chim khác đều bỏ chạy hết. Và lúc đấy thì Bồ Tát nằm ở trong tổ, lúc đấy ngài tưởng nghĩ đến các cái pháp độ, ngài tưởng suy nghĩ đến các cái pháp độ công đức, tức là các cái pháp parami của các vị chư Phật, tưởng nhớ đến 10 ba la mật, bậc thường, bậc trung, bậc thượng của các vị chư Phật. Đấy, lúc đấy ngài đọc bài kệ ở đời có giới đức chân thật hạnh từ bi, chính với chân thật ấy ta sẽ làm một hạnh, hạnh chân thật vô thượng, hãy hướng đến niệm pháp lực, niệm chư Phật quá khứ, dựa sức mạnh chân thật ta làm hạnh chân thật. Rồi Bồ Tát tưởng niệm đến công đức của chư Phật quá khứ, nhân danh hạnh cái tánh chân thật hiện có trên tự thân, ngài làm một cái hạnh chân thật qua cái bài kệ. Có cánh không thể bay, có chân không thể chậm, cha mẹ đã bỏ ta, người ơi hãy nuôi ra. Khi ngài làm một cái hạnh chân thật như vậy thì cái ngọn lửa nó chậm lui 16 tầm đấy, và nó dập tắt ở đấy. Và lúc đấy Đức Phật nói bài kệ: ta làm hạnh chân thật mà nửa ngọn đi lui 16 tầm như ngọn lửa cầm nước, và uy lực của cái hạnh chân thật đó tồn tại đến hết đại kiếp trái đất này, và lửa không bao giờ bốc cháy được ở cái khu đất đó nữa. Đấy là cái điều đó là cái năng lực của cái hạnh chân thật mà Đức Phật đã thực hiện khi ngài còn đang tu Bồ Tát đạo, mà cái kiếp đấy ngài là một con chim cút, mà ngài đã thực hành được cái hạnh ba la mật như vậy. Mặc dù ngài tái sinh làm chim cút nhưng mà lúc đấy cái trí tuệ của ngài vẫn
có cái sự hiểu biết rất là lớn. Ngài vẫn biết mình là một vị Bồ Tát đang tu các cái pháp độ, là đang thực hành các cái pháp ba la mật. Đó là do một cái ác nghiệp mà ngài phải tái sinh là một cái loài chim, mà cái ác nghiệp đó nó rất là lớn, cho nên là dù làm chim nhưng mà ngài không có thể bay được. Nhưng mà ngài vẫn biết tưởng nhớ đến các cái công đức của các cái pháp ba la mật của chư Phật. Vậy nên một cái trong các cái những cái kinh hùng chỉ thì cái tưởng niệm đến các cái ân đức của Tam Bảo, các cái pháp độ ba la mật của chư Phật là cái điều rất là quan trọng. Thì khi mà mình tưởng niệm đến các cái ân đức của các cái vị chư Phật như thế thì cái ân đức của mình thì nó mới lớn lên, nó mới tăng trưởng lên. Và cái người mà thực hành được những cái hạnh chân thật này thì cái người đấy phải tu cái hạnh chân thật đó rất nhiều đời nhiều kiếp rồi, thì cái năng lực của cái hạnh chân thật đó nó mới rất là mạnh. Nó mới rất là mạnh thì cái vị đó mới có thể làm được những cái việc khó nào. Cái vị đó có thể phát khởi lên những cái lời nghiệp chân thật mà mình đó có thể cải tử hoàn sinh được cho mình hoặc là cho người khác. Em cũng có cái câu chuyện này trong quá khứ, nói rằng là có một cái vị gia chủ này là có một cái truyền thống, đó là cái nhà này là cứ hay hộ độ cho những vị đạo sĩ, những cái vị mà tu hành để thiền định. Thì một cái kiếp quá khứ lúc đấy thì Bồ Tát cũng tái sinh là một cái vị đạo sĩ, ngài cũng tu đạo sĩ và cũng có những cái thí chủ người ta hộ độ, chu cấp trong này tu tập dụng này, ngài tu tập ở trong cái khu vườn đấy. Thì hai vợ chồng người thí chủ này có một đứa con trai, mà cái hôm đấy hôm nay thì cái đứa con trai nó trúng một cái độc gì đó mà nó chết. Và cái hai vợ chồng này thì rất là đau khổ, và lúc đấy cùng với những cái người đạo sĩ nữa là ba người tìm mọi cách để cứu cái đứa con này, nhưng mà không có cái cách nào cả, vì không có cái thuốc nào có thể chữa trị được. Lúc đấy mọi người mới nói là chúng ta mỗi người hãy nói lên một cái lời, phát lên một cái lời đại nguyện chân thật và ước nguyện để cho những cái đứa con này nó sẽ tiêu trừ được cái độc hại này và nó có thể sống trở lại. Lúc đấy thì mỗi người sẽ phát lên một cái hạnh chân thật. Lúc đấy thì cái vị đạo sĩ này phát lên một cái lời nguyện chân thật rằng là cái vị đấy nói thật rằng là thật ra là tôi tu mấy chục năm nay nhưng mà tôi chưa có thật tâm tu hành, tôi chưa có chứng được cái pháp gì cả. Đây là cái lời chân thật để mong được cái hạnh chân thật này thì cái đứa trẻ này sẽ được sống, sẽ thoát khỏi cái tai nạn này. Còn lúc ấy người chồng thì phát một cái lời hạnh nguyện là thật lòng là suốt mấy mươi năm nay hộ độ cho cái vị đạo sĩ này, nhưng mà tôi không có thật lòng hộ độ cho cái ông đấy. Đây là cái mà tôi chỉ làm về cái trách nhiệm thôi, đây là cái hạnh chân thật, mong rằng là cái hạnh chân thật này con tôi sẽ sống lại. Còn lúc đấy thì cái người vợ phát lên một cái lời nguyện chân thật là suốt mấy mươi năm nay sống với người chồng nhưng tôi thật lòng không có yêu ông đấy. Đây là cái lời chân thật, mong rằng cái lời chân thật này đứa con này sẽ sống lại. Sau khi mà cả ba người phát lên cái lời hạnh nguyện chân thật đấy thì cái đứa con này nó sống lại thật. Khi lúc đấy là một cái nô ra tất cả mọi người, mà lúc đấy hai vợ chồng bảo ơi sao sống tuổi hộ độ ông tu mấy chục năm mà không có thật tâm tu hành, sao mà ông lại trách ông kia là tại sao ông hộ độ với tôi lại không có thật tâm, không làm theo trách nhiệm. Thì ông chồng lại trách bà vợ tại sao sống mấy mươi năm mà không có thật lòng với tôi. Thì lúc đấy nói ra cái lời chân thật thì mọi người mới biết được cái tâm của nhau. Thế nhưng lúc đấy mọi người đều thay đổi, thì cái vị này từ đấy thì người chuyên tâm tu tập mà chứng được cái pháp thức nhân. Thì cái lời nói chân thật nó sẽ có một cái năng lực như vậy. Nếu như cái vị mà phát hiện cái người hành nguyện chân thật đấy là một cái người có được cái ba la mật về chân thật, tức là từ
nhiều đời nhiều kiếp vì đó huân tu cái hạnh chân thật. Chân thật tức là vì đó sẽ sống sống chân thật và luôn luôn nói những cái lời chân thật, có những cái hành động chân thật, không có lừa gạt, không có giả dối. Thì bây giờ cái năng lực của cái lời nói chân thật đó nó mới có một cái uy lực, và vì đó có cái năng lực của cái lời chân thật đó thì nó có thể làm được những cái việc, có thể là được cái uy lực đấy thì nó ước nguyện một cái điều gì thì điều đó nó thành tựu một cách không thể nghĩ bàn được. Năng lực của cái hành chân thật không thể nghĩ và cũng không thể bàn luận được tại sao nó lại có cái năng lực như vậy. Thế mà kinh bảo hộ tiếp theo là kinh Khổng Tước. Thì vào thời của Túc Các Pháp Độ thì lúc đấy có một thời mà Đức Bồ Tát sinh là một cái loài khổng tước, nằm là một cái loài chim khổng tước rất là lớn, bậc đại sĩ sống ở trong rừng và nhờ có cái bài chú này nên ngài được bảo vệ. Bảy đời thợ săn dù đã nỗ lực cũng không thể nào bắt được chim khổng tước. Này chư hiền hãy tụng lên bộ kinh này, được cho là bài chú của các vị tam thiên, là một cái bài chú bảo hộ. Và cái bài chú này nó là vị vua duy nhất cho mắt này đang mọc lên với sắc màu vàng chói chiếu sáng cả đất nghiệp, vậy ta đành để ngài bị sáng chói mặt đất, nhờ ngài bảo hộ ta sống an lành trọn ngày. Các vị thánh chân nhân bậc tuệ chi món pháp, con đành để các ngài hãy hộ trì cho con, đành để chư Phật đã, đành để Bồ Đề vị, đành để giải thoát, đành để giải thoát vị. Sau khi đọc xong cái bài hộ kinh này thì chim khổng tước đi kiếm bồ. Và khi mà đọc xong cái bài kinh này thì cả ngày hôm đấy đi kiếm bồ sẽ an toàn, dù người ta có răng thiên na địa võng, tức là rất nhiều các cái bẫy trùng trùng điệp điệp cũng không bao giờ bắt được, do cái năng lực của cái bài chú hộ thân này. Rồi khi mà đi kiếm ăn về trước khi đi ngủ thì lại đọc cái bài chú này, vị vua duy nhất cho góc này đang ngắm mất với sắc màu vàng chói chiếu sáng cả đất liền, vậy ta đành lễ ngài bị sáng chói mặt đất, nhờ ngài bảo hộ ta sống an tròn trọn, sống an lành trọn đêm. Chư vị thánh nhân bậc tuệ tri món pháp, con đành lễ các ngài hãy hộ trì cho con, đành lễ chư Phật Đà, đành lễ Bồ Đề vị, đành lễ bậc giải thoát, đành lễ giải thoát vị. Sau khi mà tụng lên cái bài chú bảo này thì chim không tự đi ngủ, và khi mà ngài đi ngủ thì cũng được an toàn, không ai có thể đụng chạm được đến ngài. Thế đấy là cái nội dung của bài kinh, và nguyên nhân mà Đức Phật nói kinh Khổng Tước này. Nguyên nhân nói kinh này là khi Đức Phật trú ở Kỳ Viên thì có một bậc có một vị tỳ kheo thối thất tinh tấn. Lúc đấy Đức Thế Tôn hỏi tại sao ông lại thối thất tinh tấn. Thối thất tinh tấn tức là cái vị đó rỉnh đuôi, không có tu tập trong giáo pháp nữa. Vị đó hàng ngày thì tinh tấn giữ giới, tinh tấn hành thiền chỉ quán, nhưng mà một thời gian gần đây thì vị đó lại bỏ bê cái pháp hành và cứ ngồi tương tư. Thì mọi người mới dẫn cái vị tỳ kheo đến lên Đức Phật, thì Đức Phật mới hỏi vị tỳ kheo ấy đáp rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vì con trông thấy một nữ nhân trang sức đẹp đẽ, khi đi khất thực vị đó đã nhìn thấy một cái người nữ đẹp đẽ. Thì bậc đạo sư nói rằng không lạ gì một nữ nhân có thể làm vào tâm của một người phàm tục như ông. Ngay cả các bậc hiền trí xưa kia dầu đã tu hành thanh tịnh tới 700 năm, khi thấy một nữ nhân còn bị đam mê, chứ nói gì đến những người mà không thanh tịnh như ông. Sau đó thì Đức Phật mới kể cái bài kinh, một cái câu chuyện quá khứ khi Bồ Tát tái sinh làm con chim công và có cái màu vàng óng mỹ miều. Khi mà ngài sinh ra giữa một cái đàn chim rất là nhiều chim, hàng ngàn con, nhưng mà chỉ ngài là một cái chim chúa có cái màu nâm vàng óng, vàng óng như vàng này. Cho nên là ngài sợ sự nguy hiểm nó sẽ xảy đến, bởi vì những cái chim vàng
cái loài chim đấy cũng thuộc vào cái loài chim quý, và cái loài chim quý thì sẽ là mục tiêu của các cái hàng thợ săn, và đó là đối tượng mà người ta sẽ dâng lên vua chúa, những cái người rất là sủng ái các cái loài chim quý hiếm như vậy để bảo vệ mình, để mình được sống an toàn. Cho nên là chim công vàng này đã đi vào trong núi vàng để ẩn xa cái thế giới ngoài người đi, tránh sự nguy hiểm như vậy, cho nên ngài vào trong cái núi vàng Dandaka. Thì vào một buổi sáng khi mặt trời mọc, ngài đọc cái bài chú bảo hộ trước khi đi kiếm bổn. Đây là cái bài kinh mà ngài đã đọc này. Và khi mà buổi chiều khi đi ăn về, ngài cũng đọc cái bài kinh đấy. Thế thì một hôm có một cái người thợ săn đi vào núi tuyết và nhìn thấy chim công đậu ở trên con núi vàng, như thế ông về nói chuyện với con trai. Nếu sau này mà hoàng hậu của vua mà có mơ thấy một cái con chim như vậy thì hãy nói là ở cái núi vàng đó có một cái con chim vàng như vậy. Thì lúc đấy thì bà hoàng hậu của vợ của một cái vị vua ở Bát Đan Đại mơ thấy có một cái con chim màu vàng thuyết pháp. Cho nên lúc đấy bà mới nói rằng là nếu như bây giờ mình chỉ nói là giấc mơ thì chắc vua sẽ không có tin và sẽ không có làm theo cái nguyện vọng của mình. Cho nên là bà mới nói rằng đây là một cái ước ao của một cái người sản phụ mà đang có thai. Đó là bà có một cái khởi lên một cái khát vọng, một cái ước vọng là được thấy một cái con chim màu vàng, một con chim câu màu vàng. Và cái điều đó nếu không đạt được thì bà sẽ chết. Với cái vì ông vua này cũng rất thương với bà hoàng hậu, cho ông triệu hết tất cả những người thợ săn đến và hỏi là có cái loài chim vàng như thế không. Đến lúc đấy con trai của người thợ săn là nói là có cái con chim đó ở trong cái núi Dandaka này. Thì nhà vua mới yêu cầu cái vị đó đi bắt chim về. Thì cái người thợ săn này đã vào trong cái núi vàng đó đặt mồi và đặt bẫy, trải qua suốt một cái kiếp sống đó. Thì đó đã rình cái con chim này cho đến khi vì nó mặc chung hết cái kiếp của vị được, vì nó không bắt được con chim. Rồi đến cái vị thợ săn thứ hai cũng trải qua suốt cả một cái cuộc đời của cái vị thợ săn thứ hai đấy, đến đời vị săn thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, tất cả các cái vị thợ săn đến đấy đặt bẫy nhưng cuối cùng thì cũng đã chết. Không có vị thợ săn nào có thể bắt được một cái con chim vàng này. Và cái vị vua nó cũng thế, chờ mãi mà không có chim thì hoàng hậu cũng chết. Rồi là vị vua đó đến lúc qua đời thì vị đó rất là khởi lên một cái tâm rất là hận con chim này. Thì đó viết bằng cái bảng vàng, ở cái ngọn núi vàng này có một cái con chim công vàng, nếu ai ăn thịt được nó thì nó sẽ trường sinh bất tử. Sau đó vị đó để vào cái kho vàng. Các cái vị vua sau đọc được cái bảng vàng đấy, tiếp tục cho thợ săn đi truy lùng bắt cái con chim công này. Mỗi một vị vua lên để cho một người thợ săn đi như thế. Cho nên là trải qua 7 đời vua và 7 đời thợ săn, không ai bắt được chim công vàng. Cho đến cái đời vị vua thứ 7, trải qua 6 đời vua, 6 đời thợ săn trước thì không bắt được. Nhưng mà đến đời ông vua thứ 7 và cái người thợ săn thứ 7 này, thì cái người thợ săn thứ 7 này là một cái người có trí tuệ, bị đó đến quan sát, quan sát cái hoạt động của chim công thì biết rằng chim công này có bài thần chú hộ thân, cho nên là không ai có thể bắt được cái con chim này. Và bây giờ muốn bắt được chim này thì phải phá cái linh nghiệm của cái bài chú này. Bây giờ muốn phá cái linh nghiệm của bài chú này bằng cách nào? Đó là bằng cách là dùng mỹ nhân kế. Thế là ông vua này ông mới đi về, ông mới bắt một con công mái huấn luyện cho múa hát. Vào một buổi sáng khi mà chim công này chuẩn bị tục kinh ấy, thì ông mới ra hiệu cho con chim mái này nó hót lên, rồi bắt đầu nó vỗ cánh nó múa hát. Khi nghe cái tiếng hót của chim công mái này là chim công này bị tiếng sét thái bình gọi lên, quên không có đọc chú hộ thân nữa là bay thẳng đến chỗ công mái. Nên là vừa bay đến đấy thì là sập bẫy luôn. Tại hôm đấy không đọc chú hộ thân nên bị sập bẫy.
nên người Tư Thâm mới bắt được Trinh Công về nâng vua. Vua thấy Trinh Công quý thì rất kính trọng, là ngài đặt vào chỗ ngồi trang nghiêm. Rồi Bồ Tát hỏi tại sao ngài bắt tôi. Vua nói là vì ông có cái người có cái sắc vàng óng nên ăn thịt sẽ được trường sinh. Thế lúc đấy thì Trinh Công mới nói nào đó Bồ Tát nói điều đó không đúng, vì cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Nay tôi có cái sắc vàng này là cái kiếp trước làm vua chuyển vua thánh vương ở cái thành này, và thường giữ năm giới, khuyên dân chúng giữ năm giới, nhưng sau khi chết được thọ mạng lên thiên giới, và do một cái ác nghiệp ở cái quá khứ mà từ thiên giới lại phải sinh làm cái loài chim công này. Và vua này hỏi có gì làm bằng chứng, thì ngài nói rằng có cái xe bằng bạc vẫn còn nằm ở trong một cái hồ này, nên mọi người tát mấy cái xe bạc ấy lên. Thì lúc đấy thì ông vua này cũng mới tin rằng là cái lời nói của vị chim công này là có thật. Và sau đó thì chim công này đã thuyết pháp khuyên vua này giữ giới, và sau đó ngài lại bay trở về cái núi vàng Anaka. Thế thì cái bài kinh cái bài kinh về cái chim công này, chim khổng tước này, là sẽ hỗ trì cho một cái người đấy tránh được khỏi những cái nguy hiểm. Nếu mà ở cái nơi nào mà có nhiều cái sự nguy hiểm thì sẽ tụng cái bài kinh này để được bảo vệ, được hỗ trì. Mà với cái bài kinh đấy thì cái vị đó cũng phải thường xuyên tưởng niệm đến các cái ân đức của Phật, nhờ các cái ân đức của Phật, ân đức của Pháp, ân đức của Tăng. Thì do mình tưởng nhớ đến các cái ân đức của Phật, sau đó mình khởi thêm một cái ước muốn là sẽ được một cái ngày tránh được tất cả những hiểm nguy và được an lành. Thì lúc đấy mình sẽ tránh được những cái hiểm nguy và được cái sự an lành. Vậy thì những cái người nào mà mình có những cái công đức lớn, có cái đức hạnh lớn, hay là mình tạo được những cái công đức lớn mà mình khởi lên một cái ước nguyện, thì cái ước nguyện đó nó thành tựu. Nó thành tựu là do cái công đức nó sẽ bảo vệ mình. Thì công đức đó là công đức của cái người đó tưởng niệm đến các ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Đấy là cái nội lực ở trong mình, và cái tham lực ở bên ngoài đó là như sự hộ trì của các vị chư thiên. Do mình có cái lòng, do những cái vị nào mà có cái lòng cũng kính ngưỡng các vị chư thiên thiên thần sẽ được sự hộ trì đấy nữa. Chứ nếu mà mình chỉ có dựa vào tham lực, tức là mình chỉ có một lòng cung kính và nương nhờ cái tham lực của các vị chư thiên hộ trì, mà tự mình không có tạo ra những cái công đức, không tạo ra những cái phước lực để tự bảo vệ mình, thì cái điều đó nó cái sự hộ trì đó nó sẽ không có được, nó không được chắc chắn lắm. Vì vậy còn nếu như mình mà chỉ nương vào cái công đức của mình mà không có nương nhờ vào cái tham lực của các cái vị thiên thần nữa, thì có thể cái công đức của mình nó còn yếu kém, và cũng có thể mình sẽ không vượt qua được những cái thời điểm mà mình quá là khó khăn. Cho nên là có những cái lúc mình cần phải nương vào cả hai, cả cái năng lực của chính mình và cả những cái năng lực của người khác. Cũng như là một cái người khi mà mình còn một cái đứa trẻ mới sinh ra chưa thể tự bảo vệ được, thì nó cần phải nhờ những cái người lớn hơn bảo vệ nó. Sau này khi nó lớn lên, nó trưởng thành rồi, có thể bảo vệ được người khác. Thế thì trong cái cuộc sống vậy, nếu mà chỉ nhờ vào cái khả năng của mình thì cũng có lúc mình sẽ gặp những cái nguy hiểm. Còn nếu như mình mà có một cái người thiện tri thức hộ trì nữa thì mình sẽ tránh được những cái nguy hiểm hơn. Vậy cho nên là vẫn phải có một cái mình phải có một cái sự hợp tác, cái sự tương tác giữa cái năng lực của mình và phải có cái sự hỗ trợ của người khác nữa.
không được, nó chặn. Nó tự động nó chạy, nó tự động nó chạy đến hết. Này thì ở đây có mà chưa hiện, chưa hiện lên nhỉ. Bật vào nó chạy, bấm bấm vào nó chạy. Tôi không biết, tại vì cái máy xưa nó đang bị lỗi. Kinh hôm chí tiếp theo là kinh đầu ngọn cờ. Kinh này gọi là kinh Tam Bảo, kinh này như ân đức của Tam Bảo. Kinh đầu ngọn cờ, chỉ mới nghĩ đến hôm kinh này mà các chúng sinh trong khắp mười phương ở trong hư không cũng như trên đất đều được hộ trì pháp lưới tai ương từ tướng cướp giả xoa đến vô số không kể thuyết chư hiền chúng ta này cũng nên hộ kinh này. Khi Đức Thế Tôn ở tịnh xá Kỳ Viên, ngài gọi các tỳ kheo đến: này các tỳ kheo, thưa ông Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, và Thế Tôn nói như sau: thuở xưa cũng đã xảy ra một cuộc chiến tranh dữ dội giữa chư thiên và Asura. Chiên chủ Asura nói với chư thiên như sau: khi lâm trận, nếu sợ hãi khởi lên thì hãy nhìn lên ngọn cờ của ta, thì sợ hãi hay lâm tắc đụng ngược ấy sẽ tiêu diệt. Hoặc nhìn lên ngọn cờ của thiên vương Achapati, hoặc nhìn lên ngọn cờ của thiên vương Varuna, hoặc nhìn lên ngọn cờ của thiên vương Isana, thì cái sự sợ hãi và lâm tắc đụng ngược ấy sẽ tiêu diệt. Nhưng khi chư thiên lâm trận rồi, nhìn lên ngọn cờ của thiên chủ Sakka và nhìn lên ngọn cờ của các vị chư thiên khác, thì cái sự sợ hãi đến lâm tắc đụng ngược ấy nó vẫn khởi lên, có thể khởi lên hoặc nó không khởi lên, nhưng mà đa số là cái sự sợ hãi đấy nó vẫn khởi lên. Bởi vì sao? Vì là vì này các vị tỳ kheo, vì thiên chủ Sakka chưa đoạn diệt được tham, chưa đoạn diệt được sân, chưa đoạn diệt được si, còn nhát gan, còn hoảng hốt, còn hoảng sợ và còn hoảng chặt. Thì khi mà Asura tiến đánh thì có lúc chư thiên cũng phải thua trận và bỏ chạy, thì lúc đấy cả thiên chủ Sakka cũng bỏ chạy và chư thiên đuổi theo. Và cũng có khi thì chư thiên thắng Asura, thua thì lúc đấy chư thiên lại đuổi theo, và hai bên cứ đánh nhau như vậy trong một cái, và hàng năm cứ đến cái mùa của cái cây của một cái cây cam nổ nó ra trái, thì Asura muốn nên ăn cái trái cây đấy, uống nước của cái trái cây đấy, cho nên thường gây sự đánh nhau với chư thiên. Và này các tỳ kheo, ta nói như sau: khi các ông đi vào rừng hay đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống, nếu luôn sợ hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên, trong khi ấy hãy ghi nhớ như vậy: Thế Tôn là bậc ứng cúng chánh niệm chi, minh hạnh phương tiên thể, thế đa giả vô lượng chi điều lượng trượng phu, thiên nhân sư phật Thế Tôn. Khi các ông tưởng nhớ như này thì sự sợ hãi hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược sẽ không khởi lên, sẽ bị tiêu diệt. Nếu các ông không nghĩ đến như nay thì hãy nghĩ đến đạo pháp,
đây là pháp do Đức Thế Tôn thuyết giảng thiết thực hiện tại cho quả lập tức đến nền mà tới dẫn người có trí hướng thượng và được người có trí tự mình giác ngộ. Thì các ông nghĩ đến giáo pháp như thế thì lông tóc dựng ngược để không khởi lên, hoặc nghĩ đến chư tăng thực hành thiện lành là chúng ta đệ tử của Thế Tôn, thực hành ngay thẳng là chúng ta đệ tử của Thế Tôn, đúng lý thực hành là chúng ta đệ tử của Thế Tôn, cung kính thực hành là chúng ta đệ tử của Thế Tôn, chúng ta đệ tử của Đức Thế Tôn, đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cung dâng, đáng được chắp tay là phước điền vô thượng của đời. Khi tưởng niệm như vậy thì sợ hãi và lông tóc dựng ngược có thể sẽ không khởi lên. Vì cớ sao này? Vì các kỳ kheo như lai là bậc ứng cụ chánh biến chi đã ni tham ni sân ni si, không nhát gan, không hoảng hốt, không hoảng sợ, không hoảng chặt. Và Đức Thế Tôn như vậy. Bậc đạo sư lại nói tiếp: này các vị kỳ kheo, trong rừng hay gốc cây hay tại căn nhà trống, hãy niệm bậc chánh giác, các con có sợ hãi sẽ tiêu diệt. Nếu không tư niệm Phật tối thượng chủ ở đời và cũng là nghi vương trong thế giới loài người thì hãy tư niệm pháp hướng đến hướng thượng kéo tự thuyết. Nếu không tư niệm pháp hướng thượng kéo tự thuyết thì hãy tư niệm tăng là phước điền vô thượng. Và này các tỳ kheo, như vậy tư niệm Phật, tư niệm pháp, tư niệm tăng, sợ hãi và hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược không bao giờ khởi lên. Đó là cái nội dung của cái bài kinh đầu nạp cơ. Thế thì ở trong đây thì mở đầu thì Đức Phật nói đến cái nhân duyên là một cái người mà có cái sự sợ hãi khởi lên thì sau đó mình phải hướng tâm về một cái đối tượng nào đó khiến cho mình được an tâm trở lại. Và cái đối tượng nào mình hướng đến có thật sự có một cái năng lực khiến cho mình được an tâm. Giống như là cái thiên chủ sáng ca thì mỗi khi ra lâm trận thì nói với cái thiên chúng là hãy hướng lên ngọn cờ của ta và các vị tướng quân thiên tướng để khỏi sợ hãi trong một cái trận chiến với Asura. Thì ở đây thấy là ở trên cõi chư thiên cũng có những cái cuộc chiến tranh, nhưng trên nghĩ là chư thiên có đánh nhau. Thì Asura cũng là một trong những cái hàng chư thiên, nhưng mà các cái hàng chư thiên này là Asura này là sống gần với chư thiên ở cõi trời đau nợ. Và thiên chủ Sakka thì cái nguyên nhân ấy, mà diễn ra mà hai tỷ hàng chư thiên này hay có những cái cuộc chiến tranh, đó là khi xưa thì ở cái cõi trời đau nợ đấy là cái chỗ cư ngụ của hai cái hàng chư thiên. Một cái hàng chư thiên có cái phước tướng rất là trang nghiêm đẹp đẽ, đó là chư thiên ở cõi đau nợ, và một cái hàng chư thiên rất là xấu xí, đó là các hàng Asura ở chư thiên đều sống chung với nhau, sống chung đụng với nhau và thường xuyên uống nước cam lồ, có một cái loại trái cây và uống xong thì say sưa. Và lúc đấy các vị Asura và chư thiên uống xong thì đều năng răng say sưa quá ngủ năng. Và lúc đấy thiên chủ Sakka, tức là cái vị vua ở cái cõi trời đấy, nghĩ rằng chúng ta không muốn sống chung với cái hàng Asura xấu xí này. Cho nên rằng vị chư thiên thiên chủ Sakka đó hôm ấy đã mời họ tất cả các cái hàng Asura lại và cho họ uống thật là say sưa cái chất cam lồ ở trên chư thiên thiên giới. Thì họ uống say sưa và ngủ năng ra rồi thì mới cầm chân họ quẳng xuống dưới chân núi, vì cái đỉnh núi của cái ngọn núi Tu Di thì đấy là cái cõi trời tứ đẳng, cả là cái cõi trời đau nợ, và quăng họ xuống dưới vực núi. Thì đấy cũng là một cái cõi chư thiên nó thấp hơn, nhưng mà cái cảnh giới nó cũng huy hoàng giống như cảnh giới của chư thiên vậy. Tất cả những cái cảnh giới nó cũng rất là trang nghiêm và tươi đẹp như thế. Và khi các hàng Asura tỉnh dậy thì cũng cứ nghĩ là mình đang sống ở trên thiên giới và không hề hay biết gì cả. Và ở trên đấy nó cũng có một cái ngoại cây và nó giống như là cái cây mà nó ra cái trái cam lồ, nhưng mà nó không ra trái như ở cái hàng chư
thiên Asura, thì nó cũng có cây đấy nhưng nó không ra trái. Thì lúc đấy các cái hàng Asura mới biết là mình đã bị lừa, mình đã bị chư thiên ném xuống dưới vực núi này, và đây là một cái không phải là cái cõi trời đau đớn. Và lúc đấy họ mới kéo quân lên đánh nhau, và mục đích là muốn để chiếm lại cái để được thưởng thức cái vị ngọt của cái sam đầu của ở trên cõi trời tam tập tam thiên. Người vì vậy cho nên là hai bên thường xuyên xảy ra những cuộc giao tranh, nhưng mỗi những cuộc chiến tranh như vậy bằng dùng thần thông, dùng các cái hàng thần thông để đánh nhau, và không có cái sự thương vong. Cứ bên nào mà có cái năng lực mạnh thì bên kia sẽ bỏ chạy. Ví dụ như là Asura mà có cái uy lực mạnh và chiến thắng thì chư thiên sẽ chặn vào trong thành của chư thiên, đóng cửa thành lại, và Asura không có thể tiến vào được, và sẽ tự rút quân về. Hoặc là Asura mà bị thua bỏ chạy thì chạy về cái thành của Asura và đóng cửa thành lại, thì lúc đấy chư thiên sẽ không tiến đánh được nữa và cũng rút quân về. Hai bên luôn luôn dùng thần lực, dùng cả cái hàng thần thông biến để làm những cái trận chiến trận, và những cái bên nào mà có được cái năng lực, cái tâm lực vững vàng thì bên đấy sẽ chiến thắng, bên nào sợ hãi bỏ chạy thì bên đấy sẽ thua. Chỉ đánh nhau như thế chứ không có cái chuyện đánh nhau mà có chiến tranh, có hy sinh như ở cái cõi nhân gian này. Thì Đức Phật muốn nói rằng mặc dù các vị chư thiên hướng nghe theo lời thiên chủ Sát Ca, hướng tâm lên đầu ngọn cờ của thiên chủ Sát Ca, nhưng nhiều khi lông tóc vẫn dựng ngược và họ vẫn sợ hãi, bởi vì chính bản thân thiên chủ Sát Ca cũng còn sợ hãi, nhiều khi vẫn còn bỏ chạy, vẫn còn hoảng hốt, vẫn còn nhát gan. Còn Đức Phật khẳng định rằng nếu một người mà tưởng nhớ đến ân đức của Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, thì cái sự sợ hãi và lông tóc dựng ngược sẽ không khởi lên, bởi vì Đức Phật là bậc đã loại trừ hết tham sân si, là bậc không còn sợ hãi, không còn nhát gan, không còn hoảng hốt nữa, là một bậc đã hoàn toàn tự tại. Vì vậy tưởng nhớ đến cả cái ân đức của Phật thì mình sẽ có được một cái uy đức rất là lớn, và đó chính là chính cái ân đức của Phật, chính cái ân đức mà rất là phổ thông mà hàng ngày mình thường tụng niệm, tụng đọc các cái ân đức này. Nhưng mà để mà cái ân đức này thật sự mà trở thành một cái pháp có thể hộ trì được cho mình thì mình cần phải có một cái năng lực tâm thể nhập với các cái ân đức đấy bằng cái cách là quán chiếu, giống như là hành thiền tâm từ. Thì có người nào mà thực hành là thiền niệm ân đức Phật, thực hành những cái pháp thiền niệm ân đức Phật, đạt đến đắc các cái pháp thiền niệm ân đức Phật này, thì lúc đấy mình mới thật sự đạt được cái sự tự tại, đó là mình có thể ở những cái nơi nào mà hoang vu vắng vẻ, mà cái sự sợ hãi nó khởi lên, lúc đấy mình tưởng niệm đến các cái ân đức này, tức là lúc đấy thì mình phải nhập vào cái trạng thái của cái thiền niệm ân đức Phật này, thì lúc đấy cái sự sợ hãi hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược sẽ không khởi lên. Vậy thì cái vị đó cần phải thực hành pháp thiền niệm ân đức Phật, phải thực hành niệm từng ân đức một, niệm ân đức ứng cúng. Vị đó cần phải thể nhập cái ân đức ứng cúng A-la-hán, với thế tôi là một xứng đáng được cung kính cúng dường. Vị đó phải duy trì một cái ân đức đấy cho đến khi nào vị đó đắc định cận hành đấy. Thì đó duy trì cái hình ảnh Đức Phật cùng với cái ân đức, khi mà vị đó đắc được định thì cái hình ảnh của Đức Phật nó sẽ tan đi và cái ân đức nó sẽ chìm vào trong tâm. Sau đó vị đó mới thêm vào những ân đức thứ hai là chánh niệm chi, tức là Đức Phật là một bậc giác ngộ hoàn toàn viên mãn. Ân đức thứ ba là minh hạnh túc vicharana sampanno, thì cái vị đó cần phải đắc tưởng nhớ đến cả đức hạnh và trí tuệ của Đức Phật đều viên mãn. Thiện thệ là cái ân đức mà Đức Phật chỉ nói ra những cái lời nói thiện lành có lợi ích chân thật, thế nên là phải
giải thích rõ ràng được các cái pháp ở trong thế gian, các cái cõi thế gian và các cái chúng sinh ở thế gian được sinh ra từ những cái loài nào. Ở vô thượng sĩ Diệu Nguyện Thiện Phu là ngày điều phục được cả những cái người rất là khó điều phục, ngày là thầy của trời người, ngày là bậc giác ngộ các thiện tập, và ngày là bậc thế tôn, là bậc thừa tự những cái pháp ba la mật mà ngài đã tích lũy từ trước đến nay. Thì là chín ân đức Phật mà một cái người nào có thể thực hành đến cái sự thể nhập để các cái ân đức này, đạt được cái sự nhất tâm trên các cái ân đức này, thì hàng ngày mình tưởng niệm như vậy thì cái năng lực, cái công đức nó sẽ rất là lớn, khiến cho cái người đó có thể tự tại được ở những cái nơi hoang vu vắng vẻ, ở những cái nơi mà đáng sợ hãi, vì nó sẽ không sợ hãi. Ví dụ như là người nào mà ở cái có cái tính sợ nhát gan, sợ tối, mình mà ở một mình ở trong một khu rừng, ở trong một ngôi nhà hoang, hay là ở giữa cánh đồng, hay là ở nơi nghĩa địa, nếu như mình sống ở đấy chỉ có một thân một mình mà trải qua nhất là trời đêm tối, thì có thể rất nhiều thứ sẽ khiến cho mình hoảng hốt, lông tóc dựng ngược. Nhưng mà mình có thể tư niệm Phật hoặc tư niệm Pháp hoặc tư niệm Tăng, thì mình có thể niệm đến 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp và 9 ân đức Tăng, thì cái sự sợ hãi, hoảng hốt và lông tóc dựng ngược đó sẽ không khởi lên. Thì cái người đấy mình cần phải học, thứ nhất là học thuộc cái bài niệm ân đức Phật này bằng tiếng Pali để mình tụng hàng ngày, và mình phải hiểu cái ý nghĩa của từng cái ân đức đó. Arahant ứng cúng nó có ý nghĩa gì, khi mà mình tụng lên cái bài kinh đấy thì mình phải tư duy được cái ý nghĩa đó rất là sâu sắc. Người là cái miên chi có cái ý nghĩa như thế nào, mình hạnh phúc có ý nghĩa như thế nào, tụng ra bằng cái tiếng Pali và mình hiểu rất là sâu sắc về cái ý nghĩa của cái câu này. Thì nhờ cái năng lực của cái tụng niệm hàng ngày thì cái uy lực nó sẽ không có mạnh lắm, mặc dù nó không mạnh lắm, nhưng với một cái người mình chưa có đắc được cái thiền niệm ân đức Phật thì mình phải dùng bằng cái phương pháp đó là tụng niệm cái bài kinh đấy. Cái bài kinh đấy sẽ là một cái pháp bảo vệ cho mình được an ổn, được tự tại nhất. Và không những là sẽ bảo vệ cho mình được an ổn tự tại ở trong cái trường hợp là mình sợ hãi, mình sợ hãi một cái gì đó, mà cái bài kinh này nó còn bảo vệ được mình trong tất cả những cái nguy nan khác. Ví dụ như là ở trong những cái bài kinh trước như là bài kinh Châu Báu, như ngài Ananda đi vòng quanh cái thành Vesali để mà tụng lên cái kinh Châu Báu đấy, thì đầu tiên ngài cũng phải tưởng nhiều đến ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, phải tưởng niệm đến ân đức của Tam Bảo và Pháp Tăng, tưởng nhớ đến các cái pháp ba la mật mà cái vị Bồ Tát đã tích lũy ở trong quá khứ, mười thường ba la mật, mười tháng ba la mật, thì tất cả những cái công đức của chư Phật ấy đều nằm ở trong cái ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Sau đó thì ngài mới tụng cái bài kinh Châu Báu, thì trong cái nội dung của bài kinh Châu Báu cũng chỉ tán thán ân đức của Phật, tán thán ân đức của giáo pháp, tán thán ân đức của chư Tăng. Thế thì nhờ cái sự tán thán và nói lên những cái lời chân thật, đức Phật thật sự có những ân đức đấy, khi mà mình nói tụng đọc lên cái ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, đấy có nghĩa là mình đang nói lên lời chân thật. Thật sự đức Phật có những ân đức như vậy, những như ân đức của ngài như là không còn phiền não, đã xứng đáng được cúng dường, ngài là bậc đã giác ngộ viên mãn, thì đó đều là những cái điều chân thật, chứ không phải là những cái điều mà người ta vẽ vời ra để tô điểm cho ngài, mà thật sự ngài có ân đức đó. Thì từ những cái lời nói chân thật đấy khởi lên những cái ước nguyện cho những chúng sinh ở cái nơi này đang có dịch bệnh thoát khỏi dịch bệnh, ước nguyện cho những chúng sinh ở nơi này đang có cái nạn phi nhân thoát khỏi phi nhân, ước nguyện cho những chúng sinh ở nơi này đang có nạn đói khát thoát khỏi nạn đói khát. Thế thì nhờ có năng lực của Tam Bảo và nói lên những cái lời chân thật đấy mà tất cả những cái tai nạn, những cái nạn tai ở cái thành đấy đều được thoát khỏi.
Và khi mà muốn bảo vệ, muốn hộ trì bất cứ một cái điều gì thì mình luôn luôn phải tưởng nhớ đến ân đức Tam Bảo Phật Tam Tăng. Vậy thì cái ân đức Tam Bảo Phật Tam Tăng này mình cần phải hiểu thấu đáo từng cái ân đức. Chín ân đức Phật mình phải hiểu thấu đáo từng cái ân đức một. Sau đó mình mới thực hành, trong lúc mình tụng niệm mình cái tâm nó phải quán tưởng, nó phải tuệ chi sâu sắc những cái ân đức đấy, ân đức pháp đó. Từng cái ân đức pháp một, hay là pháp được Đức Thế Tôn này khéo thuyết giảng, thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí giác hiểu. Thì tất cả những cái ân đức pháp đấy mình cũng phải tư duy và hiểu một cách sâu sắc trong cái lúc mình tụng niệm đấy, thì mới tạo ra được một cái năng lượng, cái ân đức của mình nhờ đấy, và cái trí tuệ nó thể nhập với các cái ân đức đấy, thì cái ân đức em mới lớn lên. Để sau đó thì mình ước nguyện một cái điều gì thì cái điều đấy nó sẽ thành tựu. Đấy là cái năng lực của cái bài kinh, là kinh Đầu Lá Cờ, là kinh Tam Bảo. Đây cũng là một cái bài kinh quan trọng nhất trong các cái bài kinh bảo hộ, thì cái bài kinh Tam Bảo này có cái uy lực lớn nhất. Và nếu như mình có thể thể nhập được với cái bài kinh này thì mình sẽ thể nhập được những cái bài kinh bảo hộ khác. Và một cái bài kinh nữa, nó là kinh An Xá Nam Chi, cũng là một cái bài kinh bảo hộ. Một thời Đức Thế Tôn ở Vương Xá cùng với Minh Thiếu, với có một thiên vương sau khi đã sắp đặt trấn giữ ở bốn phương với đại quân, quân Giã Xoa, Giác Kha, quân Gambada, Càn Thẳng Bà, quân Kambada, là Kỳ Bàn Trà và Naga Nạc Rồng, án giữ ở bốn phương, bảo trì bốn phương trong đêm tối thâm sâu với hào quang thủ diệu. Tại chỗ ấy đến Đức Thế Tôn đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống, đại vương Vesanava Tỳ Sa Môn bạch với Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, có những thượng phẩm Giã Xoa tin tưởng Thế Tôn, có những thượng phẩm Giã Xoa không tin tưởng Thế Tôn, có những trung phẩm Giã Xoa tin tưởng Thế Tôn, có trung phẩm Giã Xoa thì không tin tưởng Thế Tôn, có hạ phẩm Giã Xoa tin tưởng Thế Tôn, có những hạ phẩm Giã Xoa không tin tưởng Thế Tôn. Vì sao vậy? Vì Đức Thế Tôn thuyết pháp từ bỏ sát sinh, trộm cắp tà dâm, nói dối, uống rượu, nhưng các Giã Xoa ấy không từ bỏ sát sinh, không từ bỏ trộm cắp, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối và không từ bỏ uống rượu. Đối với họ, pháp ấy không được ưa thích, không được đón nhận. Bạch Đức Thế Tôn, có những đệ tử của Thế Tôn sống ở trong chốn rừng thâm sâu cùng cốc, thích hợp cho tịnh tu, có những thượng phẩm Giã Xoa không tin tưởng người dạy của Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn hãy đọc kinh A Sa Na Chi này để có được cái lòng tin, để các ngài, để các tỳ kheo ni nam cư sĩ và nữ cư sĩ có thể sống an lạc, được che chở, được hộ trì, không ai bị tai hại. Đức Thế Tôn im lặng chấp thuận. Đổi đại vương Quê Sơn An Tỳ Sa Môn Thiên Vương biết được Đức Thế Tôn đã chấp thuận, ngài đọc cái bài hộ kinh này: A Sa Na Chi này, vì khiến kẻ vô tín hàm phi nhân tàn ác, những ai hay phạm tội phải tôn kính Phật pháp, khiến hộ trì vô hạn cho bốn đôi tăng chúng, chúng ta hãy tụng lên kinh của Đấng Đại Hồ: Đảnh lễ Tỳ Bà Thi, sáng suốt và mi hoặc, đảnh lễ Đấng Thi Ký, có lòng thương muôn loại, đảnh lễ Tỳ Sa Bà, thanh tịnh tu khổ hạnh, đảnh lễ Công Hưu Tôn, vị nhất ca quân, đảnh lễ Công Na Hàm, Bà La Môn Viên Mãn, đảnh lễ Phật Ca Diếp, vị đại thoát môn mạng, đảnh lễ Ahirasa, vị thích tử vị hoàng đã thuyết chân diệu pháp trừ mọi khổ đau. Ai yếm đi thế giới nhìn đời đúng như chân, vị ấy không hai lưỡi, vị ấy đạt thanh thoát, cùng đảnh lễ Bồ Tát La lo an lạc nhân thiên, thì tới được viên mãn, vị đạt thanh thoát. Cũng như hàng chánh giác ngàn vạn vị như thế, tất cả được chư Phật tương đồng như nhau, chư Phật có người được các ngài đều tuyên thuyết đạt đến nơi con sợ nơi tối thượng nghiêm vương, các ngài giữa hội chúng đó nên tiếng sư tử truyền vận
Tạm thế gian quanh xem pháp bất thoái, các đức đạo sư ấy gồm 10 pháp ba la mật, 12 tướng tốt cùng 80 tướng phụ. Hào quang quả mồ tập các ngài dòng Muni đi bậc có tất cả trí đại thiện thắng động tâm, sáng người vi lực lớn trí tuệ cùng từ bi lực ấy hơn cho các vị đồng phúc này. Thì đây là cái bài kinh này, nó rất đơn giản, kinh Hỗ Trì Kinh A Xá Na Chi. Cái bài kinh này thì được tứ đại thiên vương tức là đến trình lên Đức Phật. Cái bài kinh này không phải do Đức Phật nói ra, mà đây là do tứ đại thiên vương, cái vị vua trời ở cái cõi tứ thiên vương hay quản bốn châu thiên hạ đã đến để tác bạch lên Đức Phật. Bởi vì các cái hàng chư thiên ở cõi tứ thiên vương này rất là gần gũi với cõi nhân loại. Cõi tứ đại thiên vương thì ví dụ như Giác Kha, Hoài Giả Xoa, thường thường thì nhưng loài Càn Khát Bà, Kim Hoàng Trà và Rồng Naga, thì các vị chư thiên này đa số là sống ở trên mặt đất, cái hàng chư thiên Giác Xoa. Thì các cái hàng chư thiên này hầu như là sống chung đúc với con người rất là nhiều, thì ở chỗ nào cũng có các hàng chư thiên này. Đạt Xoa thì sống ở dưới nước, các cái loài Rồng Naga thì sống ở dưới nước, còn như loài Càn Khát Bà thì Kim Bằng Trà, các cái hàng Đạt Xoa này thì sống ở trên cây cối, hay là các loại hàng thần cây, thần sông, thần núi, rồi là Giác Kha, nữa là các cái hàng Đạt Xoa mà hay cai quản ở dưới địa ngục. Đều là các hàng chư thiên trên mặt đất, và các hàng chư thiên này được cai quản bởi bốn vị thiên vương và cai quản ở bốn phương. Vì ở gần như thế, nhất là các cái nơi rừng sâu vắng vẻ, ít người qua lại, thì các hàng chư thiên này cư ngụ rất là nhiều ở trong những cái nơi núi non, rừng rậm, và có những cái hàng chư thiên có cái tâm kính trọng Phật pháp. Thì những hàng chư thiên đấy thường hay hộ trì cho những người tu hành và những người thực hành giáo pháp. Còn những hàng chư thiên mà không có cái tâm kính trọng Phật pháp thì người ta không có cái sự kính trọng, không có cái sự hộ trì, mà thậm chí còn có những cái sự nhiễu loạn những người tu tập. Vì vậy cho nên là các cái tứ đại thiên vương này đã nói cái bài kinh này. Bài kinh này là để tán thán lên công hạnh của các vị Phật ở trong quá khứ cho đến các chư Phật ở hiện tại, tán thán cái âm đức của các vị Phật, và cũng là tán thán các cái vị thiên tử. Về các cái hàng chư thiên cũng giống như ở ngoài người, có khi người ta không kính Phật pháp, nhưng mà người ta lại kính những cái vị chư thiên lớn hơn. Ở cõi nhân loại này cũng thế, có những người ta sống vô đạo, nhưng mà người ta lại kính trọng những cái người mà người ta có quyền lực lớn hơn. Thế nên là bây giờ có những cái người đi ra, có cái người tu hành đi ra ngoài, có những người thì Phật tử người ta kính trọng, nhưng có những người ta vô thần vô đạo, người ta không kính trọng. Nhưng mà người ta biết rằng là cái vị này cũng có cái mối quan hệ với lại những cái người mà có cái chức quyền này, tự nhiên người ta sẽ để, người ta không có làm hại nữa, không gây sự, người ta không có quấy nhiễu. Thì các hàng chư thiên cũng thế, đôi khi người ta biết là vị này là cái người kính trọng Phật, nhưng mà các vị chư thiên đó người ta không kính trọng Phật, nhưng người ta biết là cái vị này còn có, ngoài kính Phật ra, vị đó cũng còn có cái sự kính trọng đến các cái vị thiên tử lớn hơn. Vì vậy cho nên là họ sẽ kính nể những cái vị chư thiên đấy, và họ sẽ không làm hại. Thì đấy là cái bài kinh A Xá Na Chi, và trong khi đó nói lên các cái công hạnh của Đức Phật xong rồi, nói lên đến cái sự hộ trì, cái trì phục quán thân này. Đây là hộ trì, đây là tán thán đến các cái vị chư thiên nơi hướng về phương đông có quỷ thần đại lực, nguyện các vị hộ trì con bình an hạnh phúc. Ở về nơi hướng tây có chư thiên đại lực, nguyện các ngài hộ trì con bình an hạnh phúc. Ở về nơi hướng nam có chư Rồng đại lực, nguyện các ngài hộ trì con bình an hạnh phúc.
ở bề nơi hướng bắc có giáp xoa đại lực, nguyện các ngài hộ trì con bình an hạnh phúc. Đông thiên vương trì quốc, có nam thiên vương tăng trưởng, tây thiên vương quảng mục, bắc thiên vương Kureva. Thì tất cả các cái vị đấy là đây là bốn nam thiên vương, các vị vua ở tứ thiên vương, bốn vị đại thiên vương có danh hộ thế gian, nguyện các ngài hộ trì con bình an hạnh phúc. Chư thiên long đại lực, tư không mặt đất, nguyện các ngài hộ trì con bình an hạnh phúc. Chư thiên có thần trọng sống trong giáo pháp này, nguyện các ngài hộ trì con bình an hạnh phúc. Đây là luôn luôn cầu nguyện cho các cái vị chư thiên, và tất cả các vị chư thiên này đều là ở cõi tứ đại thiên vương hết. Các vị chư thiên mà sống ở trên mặt đất này có cái sự cầu nguyện cho các vị ấy có cái sự hộ trì. Thì trong cuộc sống này có những cái mình tự lực mình tu tập tăng trưởng cái công đức của mình lên để mình nhờ cái công đức đấy bảo vệ cho mình. Cũng có khi mà cái công đức của mình nó còn quá là yếu thì mình vẫn phải có cái sự cầu nguyện, cái sự hộ trì của các vị chư thiên. Thì trong giáo pháp cũng thế, không phải là cái sự mà mình mong muốn cái sự hộ trì của các vị chư thiên là sai pháp, mà đôi khi nó cũng khó. Nhất là như thời Đức Phật thì cái năng lực của các cái bậc tu hành đều là những bậc A-la-hán, đều là những bậc thánh tăng, thì cái sự mà cần cái sự hộ trì thì nó cũng không quá nhiều. Nhưng mà về sau này thì các cái bậc thánh tăng càng ngày càng ít đi, cho nên là cái người tu hành sẽ gặp nhiều cái chướng ngại hơn. Vì vậy cho nên là đôi khi có cái sự hộ trì sẽ giúp cho mình có được cái sự thân hộ. Tuy nhiên là giữa cái sự mình có mong cái sự hộ trì và những cái người mà người ta chỉ biết tôn thờ theo cái pháp của các cái thế gian, người ta chỉ biết tôn thờ lễ bái các vị chư thiên, các cái vị thiên thần mà không lo cho cái sự tu tập theo cái giáo pháp giải thoát thì họ cũng dễ sinh rơi vào mê tín. Ví dụ như là bây giờ thế gian thì người ta rất là nặng về những cái pháp về thờ cúng lễ bái, tôn thờ các cái vị chư thiên, rồi là dưới rất là nhiều những cái hình thức khác nhau mà nó có những cái sự mê tín và tà kiến rất là lớn, và quên mất cái con đường giải thoát thì cái điều đó là không tốt. Mình có thể chỉ cần có đọc lên những cái lời kinh để mình cầu nguyện, mình ước nguyện có cái sự hộ trì là đủ, chứ mình không nên đi theo những cái pháp tà kiến và mê tín. Còn một cái bài kinh hộ trì nữa là kinh Angulimala. Đây là một cái bài kinh mà hộ trì, cái bài kinh này sẽ hộ trì cho những cái người sản phụ đang sinh nở mà sinh nở khó. Thì sẽ có cái bài kinh này để giúp cho những cái người mà sinh nở được dễ dàng. Thì tôn giả Angulimala trong khi đang đi tất thực ở thành Savatthi thì thấy một người phụ nữ đang sinh đẹp rất là nguy kịch đau đớn. Ngài suy nghĩ thật là đau khổ thay các chúng sinh, rồi ngài trở về nói câu chuyện đấy với Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn đến lại ngài Angulimala là ông hay đến và nói với người phụ nữ ấy như sau: này chị, từ khi sinh ra tôi chưa bao giờ có ý giết hại mạng sống của chúng sinh, mong rằng với sự thật này bà hãy được an toàn, sinh thành được an toàn. Tôn giả Angulimala bạch Đức Thế Tôn rằng: con đã từng giết rất là nhiều người, mạng sống của rất nhiều người rồi. Vậy ông hãy nói như sau: này chị, từ khi tôi được sinh trong tôi, từ khi được thánh sinh, tức là từ khi mà đắc cái đạo, từ khi mà sống ở trong cái dòng thánh, đắc thánh quả, cho đến nay tôi chưa bao giờ có ý giết hại mạng sống của chúng sinh nào, mong với sự thật là và được an toàn, sinh đẻ được an toàn. Và ngài Angulimala đã thực hành như thế. Rồi tôi đã Angulimala đến nói với người phụ nữ như vậy, thì cái người phụ nữ đó khi mà ngài vừa nói dứt lời thì bà đó đã xin được an toàn, cả hai mẹ con đều được an toàn. Thì mỗi một cái câu nói rất là đơn giản như vậy mà đã giúp được cho một cái người
nhờ được an toàn, nên qua cái đó là cái bài kinh Hằng Muni Mana về buổi tối. Hi đam ne bồn nhâm, a sa va ca đam, va ha mo tu. Hi đam ne bồn nhâm, ita na sa, ita jo. Yeah.